Vâng, xin chào các bạn. Đây là cái video đầu tiên cho một cái lớp mới. Ở cái lớp này thì các bạn viết rất là chậm và nó cũng phù hợp với cái mặt bằng chung của học sinh tiểu học của chúng ta hiện nay, là một là chúng ta viết rất ít, hai là chúng ta viết vô cùng chậm. Và chính vì thế mà học sinh nó mặc định trong đầu là chỉ như vậy thôi. Thì sau đó thì đến lớp 4, lớp 5, lớp 7, lớp 8 vẫn chưa biết viết. Và học sinh có cái thói quen là rất là lười. Về phía phụ huynh ấy thì cứ mong muốn là sau một khóa học thêm thì con sẽ vượt bậc. Nên xin trả lời ngay là không. Với những cái trình độ học sinh như hiện tại thì sau 3 tháng thì cùng lắm thì cũng chỉ viết được vài chữ tiếng Anh và biết đánh vần một vài chữ, không có cơ hội gì hơn để truyền đạt ngữ pháp hay là gì cả. Cho nên nếu mà phụ huynh mà tìm muốn một cái giải pháp nhanh hơn thì có nghĩa là phải tìm một thầy khác, còn chỗ tôi này chắc chắn là không làm được, chỉ có đánh vần a bờ cờ, biết viết vài chữ và sẽ không bao giờ có ngữ pháp. Ít nhất những bạn như thế này thì phải 5 năm thì mới biết đọc, biết viết, đọc thông, viết thạo và bắt đầu triển khai ngữ pháp tốt, còn 1 năm không làm gì. Thế là chắc chắn. Đây, ví dụ minh họa một cái giờ hôm trước thì định theo cái quyển sách lớp 2, tuy nhiên nó rời rạc quá không làm nổi. Và tôi chuyển sang một câu chuyện để qua đó tôi dạy học sinh cách đọc, cách đánh vần tiếng Anh cho nó đúng. Thế còn nếu không thì hiện nay thì các anh chị lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 vào thì vẫn y xì vậy thôi, không biết đọc, không biết viết. Chữ đầu tiên, đây là một câu chuyện kể về cái bà Florence Nightingale, cái người mà sáng lập ra ngành điều dưỡng. Cái chữ đầu tiên nó sẽ như này, đây là tên của bà ấy. Thì gồm có các cái chữ sau. Ở trong tiếng Anh ấy, thì chúng ta không thể nhìn vào dòng đầu tiên để mà đọc được. Ở trong tiếng Việt thì chữ nó là âm mà đánh vần được, nhưng mà trong tiếng Anh không đánh vần được. Cho nên là nó phải có một dòng thứ hai và nhìn vào dòng thứ hai để đọc âm. Thì ở lớp là có như bạn Ngọc và một vài bạn là không đọc được âm này. Đọc rời ra thì được, nhưng mà ghép vào thì không được. L, O, Lo. R ơn rơn ơn là ơn R ơn rơn hỏi rõn và âm s. Như vậy cái tên của bài này thì gồm có âm cộng với lo, lo cộng với r ơn rơn hỏi rõn cộng với s. Như vậy mình sẽ đọc 4 âm trong một hơi, không được dừng lại, không được đọc là Florence. Trong tiếng Anh nó không cho phép đọc như thế. Đọc là Florence, Florence, Florence. Đó. Thì cái âm đầu và cái âm cuối là các bạn hay bỏ. Các bạn đọc Flo, không phải Flo. Florence, Florence. Đó. Thì đọc các bạn mà muốn đọc đúng thì một là nhìn vào chữ, hai là nhìn vào mồm của cái người dạy. Tiếp vẫn chưa hết cái tên. Cái này nếu mà theo anh thì nó đọc là n ai nai sắc nái in trinh huyền chỉnh g a gây huyền gầy ổ nái trình gầy ổ nái trình gầy. Thế còn Anh Mỹ thì nó thành nái đình, nó chữ đờ, nái đình nghề, nái đình kèo. Thì chúng ta có 2 cách, một là nái trình kèo, hai là nái đình kèo, nái trình kèo, nái đình kèo. Thì chúng ta đánh vần là n ai nai sắc nái in trinh huyền trình g a gây huyền gầy ô huyền ổ nái trình kèo, nái trình kèo.
Thì bằng cái cách đánh vần cái dòng thứ hai thì chúng ta đọc được Florence Nightingale. Để kiểm tra mình đọc đúng hay sai thì các bạn sử dụng Google dịch. Sử dụng tính năng nhập liệu giọng nói ở cái mic này. Đúng không? Florence Nightingale. Thì máy nó sẽ kiểm tra và nó sẽ hiện ra. Thế còn nếu chúng ta đọc không đúng thì máy nó sẽ hiện khác, hiện đúng. Thì máy mà nó hiểu được 90% là được, chứ không phải là đúng hết đâu. Đó là cái tên Florence Nightingale. Florence Nightingale. Nightingale. Thì các phụ huynh cho con xem đi xem lại và chép. Trong quá trình xem thì phải chép lại. Đúng rồi, chép lại. Đây là cái tên dòng đầu tiên, món. Anh Mỹ thì người gọi nhẹ là mâm, là mắm, nhưng mà anh thì gọi nhẹ là món. Om om sắc món, món là mẹ, món dad, bố đọc là the. Dad, sắc dad, 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 mom, dad, là bố. Để gọi mẹ, gọi bố. I want to be a nurse. I ở đây là con ấy, xưng với bố mẹ. I want. Were on của want, nó nghĩa là want. Nhưng mà vì âm nó sẽ nối âm want thôi, chỉ đọc là want. On là muốn, con muốn. To be có nghĩa là trở thành hoặc là. Thì viết chữ là cho nó ngắn, con muốn là a nurse. Là một. Nurse. N. N sắc nớ. S. Nurse. Mom, dad, I want to be a nurse. Một y tá. Mom, dad, I want to be a nurse. Mẹ, bố, con muốn là một y tá. Ước mơ của con đó. Nightingale, no. Nightingale. Nightingale. Gầy. Ồ. Nightingale. No. Có nghĩa là Nightingale. Nightingale. Không. Florence Nightingale. Mom, Dad, I want to be a nurse. Nightingale, no. Bố mẹ không thích vào. Nightingale, no. Vì Nightingale không. Thế là con đừng có làm y tá. Bởi vì gia đình nhà Nightingale là quý tộc thừa tiền. Và y tá là cái người mà phải băng bó vết thương, tiêm chọc, nói chung làm những công việc rất là vất vả. Hoặc là chăm sóc những cái người bị tai biến.
những cái bà cụ ông cụ tai biến. Nói tóm lại là ô sin cao cấp, nó là một cái nghề ô sin cao cấp ở trong bệnh viện. Những cái việc gì vất vả nhất bây giờ còn tách ra hộ lý, thì ngày xưa thì là y tá kiêm cả hộ lý kiêm hết, vì rất là vất vả. Và thứ hai nó không cao quý, mà nhà của Nightingale là nhà quý tộc, tức là họ là tỷ phú rồi, họ tiêu tiền, họ không muốn con làm cái nghề đó. Nightingales, tuy nhiên sau này khi chiến tranh xảy ra thì Nightingale từ một cái tiểu thư nhà quý tộc đã tình nguyện ra chiến tuyến để mà băng bó vết thương chữa trị cho các cái thương binh, và bà lập ra cái ngành điều dưỡng. Ngành điều dưỡng chính là cái ngành mà có y tá. Nightingale, Nightingale N I Night Night Chinh Huyền Trình G A G Huyền Kệ O Z Nightingales. Đây là của Nightingale. Tên kiếm Z của Nightingale. Nightingale's Dream. The Dream. 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 Đây là ước mơ. Ôi chứ. Biết thêm khi mà. Được. Dream. Cái này có cái xe Dream ở Việt Nam rồi. À, nhưng nhiều người đọc Dream là không đúng. Dream. Được. Dream. 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 Đây là ước mơ. Ước mơ tức là sở thích của Nightingale là làm y tá. Nightingale's dream was là Nightingale's dream was to become to become to become. Ước mơ là trở thành, to become là trở thành. To become. Nightingale's dream was to become a nurse. A là một. Nurse. Y tá. Nurse. Trở thành một y tá. Nightingale's dream was to become a nurse. Tiếp tục đến bố mẹ của Nightingale giải thích rằng nursing. 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 Nursing là cái việc làm y tá. Is là war, dành cho poor people. Poor là nghèo. People. People. People dành cho những người nghèo.
Đó là toàn bộ trong 1 giờ đấy, thì các bạn ấy viết được từng này mà phải viết rất là vất vả ấy, mới xong được từng này. Đó thì bây giờ đọc lại là Florence Nightingale, Mom, Dad, I want to be a nurse. Nightingale, no. Nightingale's dream was to become a nurse. Nursing is for poor people. Đó là toàn bộ những cái phần mà các bạn học được trong một vài tiết đầu tiên. Với cả một tiết thì chúng ta biết được từng đấy, đọc được từng đấy, xong rồi lại quên đi ngay ấy. Cho nên là cũng không có hy vọng quá lớn rằng là sau 3 tháng 6 tháng nó không giải quyết được cái gì, chắc chắn là gì. Và hôm nay chúng ta dừng ở đây nha, chào các bạn.